Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe gian ATX 85 830 được trang bị bộ chuyển động Shimano Atus vành 27 inch, đồ chính hãng nhập khẩu. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Gian ATX 830 khung nhôm, nước sơn nguyên bản. Do là xe bãi và qua quá trình sử dụng nên là không thể tránh khỏi được những vết xước. Sử dụng bộ đè và gạt đĩa của Shimano Atus 27 inch, rồi còn zin 100% của Gian. Trang bị bộ phanh dầu Shimano tay bấm Atus, có khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái. Chúng sẽ vào đo size và test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 41 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m58-60 đến khoảng 1m70 đi được không? Tốt 9 tầng đĩa, 3 tầng, 9 tầng đĩa, 3 tầng đĩa, 27 tốc độ. Đây là giá bán của chiếc xe bên em là 8,1 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.